Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật về vụ việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam đối với nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. Câu hỏi được đặt ra nhiều người và đặt ra lúc này đó là hai người này đã xâm phạm bí mật đời tư vợ chồng bà Phương Hằng như thế nào để đến mức phải vướng vào vòng lao lý. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin cụ thể sau quá trình tiếp nhận thụ lý đơn thư tố giác. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân ông Dũng, bà Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu. Qua quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an xác định bà Hàn Ni và ông Sĩ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn video lên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng như thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân. Theo cơ quan điều tra, hành vi của bà Hàn Ni và ông Sĩ đã đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước khi bị khởi tố bắt tạm giam, bà Phương Hằng và nhà báo Hàn Ni đều có đơn tố cáo đối phương bịa đặt, xúc phạm danh dự và uy tín của mình. Kết quả là sau khi điều tra thì cả hai bị khởi tố với cùng một tội danh nhưng mà trong hai vụ án khác nhau. Như vậy là bà Phương Hằng và bà Hàn Ni sẽ là bị cáo trong vụ án này nhưng mà lại là bị hại trong vụ án kia. Và theo các luật sư thì pháp luật không cho phép thực hiện một hành vi trái pháp luật để chống lại một hành vi trái pháp luật khác. Do đó, việc một người vừa là bị hại cũng vừa là bị cáo cũng không phải là hiếm.